Đây, chồng của mình đây. Anh anh đang chuẩn bị múa đó cả nhà. Ở đây Tết của người Trung Hoa, Tết của người Hoa, cho nên phong tục của họ là múa lân đó cả nhà. À, cũng giống như ở Việt Nam mình thôi. Còn Tết của Malaysia thì múa lân cả nhà ơi. Cái chữ để dạng như chúc Tết vậy cả nhà. Đây những con lăn đang làm lễ đó cả nhà. Đây chồng mình đó cả nhà, chồng mình là màu cam, cái con lăn màu cam đó chồng mình đã đang múa vừa lộn cái con lăn, vừa lộn cái quýt chứ lộn, nó lộn mà lộn con lăn. Lăng vậy chứ cực quá ha cả nhà ha. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.